Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi C1 trang 214 sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung như sau: tại sao khi điều chỉnh kính thiên văn thì ta không phải rời toàn bộ kính như với kính hiển vi? Các em biết là kính thiên văn ở đây chính là một dụng cụ để quan sát các vật ở rất xa, ví dụ như là các ngôi sao hay là các thiên thể, đúng không nào? Bởi vậy thì cái khoảng cách từ vật đến vật kính của kính thiên văn thì được coi là vô cực. Do đó thì chúng ta không cần điều chỉnh cái khoảng cách này, hay nói cách khác là không cần điều chỉnh vật kính. Và thực tế thì khi sử dụng kính thiên văn thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh thị kính sao cho ảnh sau cùng sẽ nằm trong cái khoảng nhìn rõ của mắt thôi. Vậy thì các em có thể ghi lại câu trả lời cho câu hỏi này. Nhất, chúng ta biết kính thiên văn là dụng cụ để quan sát các vật ở rất xa. Vì các vật ở rất xa nên chúng ta có thể suy ra là khoảng cách từ vật tới vật kính được coi là vô cực. Nghĩa là ta có D1 bằng vô cực. Do đó thì chúng ta sẽ không phải điều chỉnh cái khoảng cách này. Mà khi quan sát ảnh của vật tạo bởi kính thiên văn thì chúng ta phải điều chỉnh thị kính để sao cho ảnh qua thị kính là ảnh ảo. Và nằm trong khoảng nhìn thấy của mắt. Vậy thì chúng ta kết luận được là khi điều chỉnh kính thiên văn thì ta không rời toàn bộ như đối với kính hiển vi. Vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi C1.